Hello, con là Út Khờ. Con xin mến chào quý khán thính giả yêu thương. Chào tất cả mọi người đã đến với kênh nhà Út Khờ của con. Một lời chào, một lời chúc sức khỏe đầy tình thương. Hôm nay đủ cái duyên lành, con nhận được cái món quà tình thương của chị Hồng và chị Khanh ở bên nước Úc. Dù ở nơi rất xa, nhưng mà hai chị vẫn gửi cái món quà tình thương về dưới quê nhà. Thì đủ cái duyên lành nên con vẫn tiếp tục đến với hoàn cảnh của ông bà cụ đã lớn tuổi, không có làm gì ra đồng ngăn cả. Trong cái mùa dịch, đời sống rất là khó khăn, mà được chị Hồng và chị Khanh ở bên nước Úc trợ duyên, giúp đỡ cho vợ chồng ông bà có tiền mua gạo ăn sinh sống qua cái mùa dịch. Xin cảm tạ và ngàn lần tri ân tấm lòng từ bi bao la của hai chị rất là nhiều, hồi hướng công đức lành hiện tại đến tương lai cho gia đình hai chị, sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh, trong mùa dịch bệnh đời sống rất là khó khăn, mà được hai chị trợ duyên cho hoàn cảnh của ông bà có ít tiền trang trải cuộc sống qua cái mùa dịch này rất là quý giá. Cảm ơn quý khán thính giả đã bỏ thời gian ngắn ra xem qua đoạn video ngắn này của em Út nha. Cầu chúc cho tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên. Xin mời tất cả mọi người cùng với em Út đến với hoàn cảnh của vợ chồng ông bà cụ lớn tuổi, nghèo khổ, để trao món quà tình thương của chị Hồng và chị Khanh ở bên nước Úc. Cô Hồng với cô Khanh cho tôi vợ chồng tôi chịu, và tôi cũng cầu chúc cô và Hồng với cô Khanh được nhận sự bình an như ý. Dạ, là trên con đường làm ăn, đi làm ăn cho mọi nhiều gặp nhiều may mắn. Cô Hồng, cô Khanh ạ. Cảm ơn cô Hồng, cô Khanh bên nước Úc á. Có cho tôi 1 triệu. Rồi tôi cũng cầu cảm ơn cô Hồng, cô Khanh. Cầu chúc cho cô hai cô được nhiều vạn sự bình an như ý, và trên con sự nghiệp của cô với cô làm được gặp nhiều may mắn. Nam mô với Đà Phật, Nam mô với Đà Phật, Nam mô với Đà Phật ạ. Cô Hồng, tôi Võ Văn Nơi, sinh 1950, nay 72 tuổi. Đang nhận được số tiền của cô Hồng, cô Khanh, tôi cũng giúp đỡ tôi về, tôi cũng mừng, tôi cũng mang ơn. Rồi, tôi Võ Thị Em, nay 67 tuổi. Cầu chúc cho cô Khanh với cô Hồng. Cô Hồng với khỏe. Nước Úc. Nước Úc nhiều cho khỏe, cho tiền. Cầu chúc cho hai cô mạnh giỏi, nhiều sức khỏe. Tôi cũng có ý kiến như đó thôi. Trong mùa dịch do khổ trời, tiền bạc cũng có, mua gạo mua thóc ăn, cô Út với cô Hồng thôi giúp đỡ tôi cũng cảm ơn. Bây giờ gạo thóc cũng không có tiền mua, rồi tiền bạc cũng không có xài mua nhậu nước mắm, cũng khổ quá trời. Ông tôi giờ cũng già hết rồi, cũng không có làm đâu, không có lao động đâu ấy gì được, ráo ra người cũng mặn bậy bạ, cũng quay qua cái nhà cũng thâu nhờ sự tài trợ của hai cô Hồng với cô Khanh với bên nước Úc đưa tài trợ giùm cho tôi 1 triệu, tôi cũng mang ơn. Thôi nhờ vợ chồng người già rồi cũng đâu có mang ăn gì được, giờ đâu hai cô giúp đỡ gì tôi cũng mang ơn. Đến đây chào món quà của chị Hồng và chị Khanh ở bên nước Úc cho hoàn cảnh của ông bà sức yếu tuổi già, sống trong ngôi nhà cây rất là khó khăn. Thì đến ở đây chào món quà yêu thương của hai chị, rất là ấm áp tình yêu thương.
trong cái mùa dịch bệnh, đời sống rất là khó khăn, mà được hai chị trợ duyên như vậy thì ông với bà rất là vui và hạnh phúc. Không có điều gì hơn, chỉ biết cầu chúc và nguyện cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ cho gia đình của chị Hồng và gia hộ cho gia đình của chị Khanh ở bên nước Úc nhiều bình an, nhiều sức khỏe, để hai chị giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vất vả trong cuộc đời này. Xin ngàn lần tri ân cảm tạ quý khán thính giả yêu thương đã dành chút ít thời gian ra để xem qua buổi trao quà.